Chào tất cả bạn đã quay trở lại với Tóc Game Online, mình là Remai đây. Thì đến với Tóc Game Online thì các bạn sẽ được gọi là tụi mình review những cái tựa game điện thoại khá là hot và khá là hay. Tụi mình cũng đã gọi là tìm hiểu qua cũng như là chơi thử những cái tựa game này rồi. Và bây giờ tụi mình sẽ làm một cái clip nó có liên quan tới một tựa game có tên là Super Ball Jump. Và tựa game này nó có tên tiếng Việt là quả bóng nảy. Cái này hồi nãy mình thấy tên tiếng Việt là bóng nảy nảy, bóng nảy nảy. Và tựa game này nó theo dạng là các bạn có biết Mario với lại Angry Birds không? Thì nó sẽ giống như là Mario và Angry Birds đó kết hợp với nhau, nó sẽ ra con này. Thì bây giờ đầu tiên bắt đầu vào, nói chung là tựa game này nó khá là đơn giản, là các bạn chỉ cần bấm vào thôi, không có cơ chế gì nhiều hết, chỉ cần bấm vào và bắt đầu chơi thôi. Đầu tiên là mình phải có nó có dùng ngón tay kéo bóng xuống, mình thả ra để nảy lên. Ủa, thấy chơi chơi chưa? Cái niềm Mario và Angry Birds cùng một lúc đó. Ui, ủa sao rớt xuống rồi. Game này không có dễ đâu nha, game này các bạn phải phải tính toán cái kiểu à khó thế nhờ, nhảy lên đây đâu không nhảy lên được. Ồ, game này các bạn phải tính toán đấy, các bạn phải tính toán là cái lực làm sao cho nó, cái lực làm sao cho nó hợp lý thế. Nãy giờ mình chưa lên được bậc hai luôn nè. Giận thế nhờ. Lên nè. Đây thì sao lên, ui sao không lên được, lừa thế sợ. Ở này ra lên đây, lên đây đâu, lên đấy đấy, lưu tất cả các GB để mở cửa thoát hiểm đấy. GB là mấy cái con ong ấy đấy, bắt đầu quen rồi đấy, bắt đầu má tức thiệt chứ. Game này khó đấy nha, game này kiểu hardcore đấy, hardcore gaming đấy. Tức thế nhờ. No. Không. Kiểu như cái này là các bạn phải gồng đúng cái. Trời đất ơi, level 1 mà vậy là chết rồi. Lại nè. Nè, lại nữa nè. Đấy. Lại nè, đó. Tiếp nữa nè. Tao nói tức gì đâu luôn á. Nè 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 nè, lên 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 đúng vậy. Tôi không còn vui tính như trước nữa đâu nha, không còn vui tính như trước nữa đâu nha, mãi mới lên được. Trời, game này khó đấy, game này các bạn phải biết chơi đấy. Ok, tôi không còn vui tính như trước. Trời, cái cửa này cao quá vậy, sợ rồi nha. Nè, quen rồi nha. Ui, thật là không quen lắm. Thật là không quen lắm nhưng mà, đó. Đấy, nè. Hú hồn hú gì. Đấy. Người ta biết cách chơi rồi nha. Lên. Đấy, này. Đấy, làm sao có thể làm khó được tôi. Đấy, biết cách chơi rồi nha. Nói chung game này nó, nếu mà các bạn, nói chung là game này các bạn chơi thắng nó sẽ khá là giải trí, nhưng mà các bạn chơi thua thì mình không biết đâu nha. Thì cái này nó, nhìn cái game này khá là hardcore đấy, không hề dễ tí nào. Tại vì các bạn phải quen với cái lực ấy. Tập quen với cái lực bắn ra của cái con bóng này nè. Ô, lưu tiến trình trong màn này của bạn. Ô. Má tức vậy trời. Cái đó là lưu tiến trình á, là cái các bạn lúc các bạn spawn ra, ví dụ các bạn rớt thì nó sẽ spawn ra chỗ đó. Không. Rồi game bắt đầu level 3 khó rồi đó, level 3 bắt đầu hơi khó rồi đấy. No. Level 3 hơi khó rồi đấy. Này nha. Mà cái con bóng này nó không phải, cái con bóng bóng này nó không phải là nè, lên. Nó sẽ hiện trên này, ok. Giờ là mình phải làm sao để không bị dính cái mình không bị dính cái răng cưa. Nhìn cái răng cưa đó là biết là bay ra nó kiểu gì cũng nổ. Đấy. Đấy, một cái một tí nữa thôi. Đấy, ngon. Một tí nữa thôi nè, tí nữa thôi, tí nữa thôi. Tí nữa thôi. Yeah! Cuối cùng cũng qua màn rồi. Yeah. Trời ơi, thiệt qua màn cái này. Tiếp nè, trời, màn này là khó hơn nữa rồi đó. Màn này là trời ơi.
Màn này tôi nghĩ là nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với mấy màn hồi nãy. Chiu chiu no, trời má ơi, tưởng chết rồi chứ. Ok, lại này, lại là làm lại nha. Nhảy lên cái nữa nè. Đấy, nhảy lên cái nữa đấy. Nè, lên cái nữa nha. Dính cái răng cưa đó là mình sẽ bị mất một mạng. Rồi, lên đây luôn. Piu piu, lên đây luôn nha. Piu này này này, có cái điểm lưu rồi này. Ok, lên lại là piu piu, còn có một mạng thôi phải không? Rồi thua rồi. Nói chung là đây là cách chơi của cái tựa game này. Thì căn bản là game này nó hay co mà các bạn phải gọi là tập trung chơi lắm. Còn mình thì nãy giờ cái này là các bạn nếu mà xem quảng cáo tiếp thì nó sẽ bấm tiếp tục, coi như vậy sẽ thêm mạng. Nhưng mà căn bản là game này thì mình nghĩ là sẽ khá là tốt cho cái việc giải trí của các bạn. Ừ, sẽ khá là chill, game này khá là thư giãn đó. Thì các bạn có thể chơi thử bằng cách tìm tựa game này. Tựa game này có tên là Super Ball Jump Bounce. Đó, các bạn, tụi mình sẽ để cái link ở dưới phía phần mô tả, thì các bạn có thể thử tựa game này ở trên App Store hoặc là App Store hoặc là Z Play nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên nhấn like và share cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.